Hôm nay sẽ tiếp tục cái phần cái bài nhật ký học tập, sẽ trình bày về quá trình tiêu hóa trong ruột non. Thì tiêu hóa cơ học gồm bốn loại, đó là co thắt từng phần, tức là từng đoạn ruột non co thắt sẽ làm tiết dịu ruột non hẹp lại. Tác dụng chính là làm xáo trộn thức ăn và làm cho thức ăn ngấm đều dịch tiêu hóa của từng đoạn. Cái cử động thứ hai đó là cử động theo kiểu bài đắp, tức là chủ yếu là do lớp cơ học ở ruột thay nhau co giãn và làm cho các đoạn ruột trường đi trường lại, có tác dụng chính là làm xáo trộn thức ăn, tránh ứ động, tăng cường tốc độ tiêu hóa hấp thu. Cử động thứ ba là cử động nhu động, hay gọi là một dạng cử động nhịp nhịp nhàng lan truyền từ dạ dày xuống tới ruột ruột già với tốc độ là 3 m/giây. Tác dụng là đẩy thức ăn từ trên xuống dưới, làm cho quá trình hấp thụ thức ăn xảy ra dễ dàng hơn. Cử động thứ tư là phản nhu động, là làm đây là quá trình xả ra ngược chiều từ ruột già. Cử động này làm cho thức ăn đẩy theo chiều ngược lại, và chính vì nó đẩy theo chiều ngược lại cho nên là nó làm cho quá trình tiêu hóa và hấp thu được triệt để hơn. Cái tiêu hóa thứ hai là tiêu hóa về mặt hóa học, tức là có ba loại dịch. Dịch mập là do tế bào gan bài tiết, là chất lỏng có màu thay đổi từ màu xanh đến màu màu vàng, và tùy vào thành phần sắc tố, mức độ đặc loãng khác nhau đối với quá trình tiêu hóa lipid, thì muối mật có vai trò đặc biệt quan trọng, có vai trò nhũ tiêu hóa tất cả lipid của thức ăn để enzyme phân giải. Yếu tố thứ thứ ba là kích thích chứng thị, tăng tăng tiết dịch tụy. Yếu tố thứ tư là làm tăng lượng ruột, tạo điều kiện cho tiêu hóa và hấp thu. Thứ năm là ức chế hoạt động của vi khuẩn, chống lại hiện tượng lên men thối rữa các chất ở ruột. Vậy thì dịch ruột có vai trò gì? Dịch ruột có ba vai trò chính là nó là thành phần cấu tạo nên dịch ruột, thành phần cấu tạo nên dịch ruột thì có nguồn gốc khác nhau. Chính vì vậy nó là chất lỏng nhớt đục, do đó nhiều mảnh vụn của tế bào niêm mạc trong dịch ruột có các enzyme như amino peptide đa C, nucleic acid lipase, dịch tụy nó là do tuyến tụy ngoại tiết ra, và nó là một dịch lỏng trong suốt hơi quánh không màu, pH là từ 7,8 cho đến 8,4. Trong dịch tụy có chứa nhiều enzyme như trypsin, chymol, tripepsin. Cái thứ ba chúng ta cần xét là sự hấp thụ ở ruột non, nó gồm có hai cơ chế hấp thụ chính. Và từng cơ chế nào thì mình sẽ có một cái video mình nói về nó, và sẽ có một cái video để cho dễ hình dung hơn các cái quá trình này. Gồm có hai cái cơ chế chế chính này, nó được nói thế này. Cơ chế thứ nhất là sự thẩm thấu theo đúng quy luật vật lý, các chất có lượng phân tử thích hợp và nước sẽ được khuếch tán qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Thứ hai là sự vận tải tích cực, tức là các chất có thể đi ngược chiều gan nồng độ nhưng đòi hỏi phải có sự cung cấp năng lượng và vận tải. Như thế thì ta đã tìm hiểu xong vai trò của ruột, thành phần, yếu tố cơ học, yếu tố hóa học và sự thẩm thấu của nó. Ở đây ta ghi nhớ cho này, bây giờ ta đi lại từ đầu này, thì tiêu hóa cơ học chúng ta ghi nhớ có bốn loại, đó là co thắt từng phần, vì là để làm cho thức ăn mà ngấm đều dịch tiêu hóa từng đoạn ấy, thì cái tiết diện ruột non ấy nó phải hẹp lại, tác dụng chính là làm xáo trộn thức ăn. Và cử động thứ hai là cử động bài đắp, để mà tăng cường tốc độ tiêu hóa hấp thu ấy,
thì cái lớp cơ mà dọc theo ruột ấy, ruột non ấy, nó sẽ thay nhau co giãn và làm cho cái bọn ruột trường đi trường lại đấy. Và cử động thứ ba là nhu động là nhằm mục đích đẩy thức ăn từ trên xuống dưới đấy. Chính vì vậy mà nó sẽ là một dạng cử động nhịp nhàng lan truyền từ từ dạ dày xuống ruột già với tốc độ là 3 mét trên giây. Cử động thứ thứ tư là phải nhu động. Quá trình này dùng để được đẩy đi theo chiều ngược lại, cho nên là cho nên quá trình này sẽ xảy ra ngược chiều từ ruột già đi lên. Và đối với tiêu hóa hóa học thì bao gồm ba loại dịch: dịch mật là do gan bài tiết. Chính vì vậy mà gan có vai trò rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nó cũng có vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa lipid. À, muối mật có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là nhu thương hóa tất cả các lipid của thức ăn để enzyme phân giải, kích thích tuyến thượng để tăng tiết dịch tụy, làm tăng nhu động ruột, tạo điều kiện tiêu hóa và hấp thụ. Yếu tố thứ ba, yếu tố thứ hai đó là dịch ruột. Dịch ruột thì nó cũng có nguồn gốc khác nhau, và trong đó có các enzyme như là nucleasa, lipasa. Nó là một chất lỏng nhớt đục và có nhiều mảnh vụn của tế bào niêm mạc. Yếu tố thứ ba là tuyến tụy, là do dịch tụy là do tuyến tụy tiết ra. Nó là một dịch lỏng pH từ 7,8 ra đến 8,4. Như vậy nó là môi trường là bài trừ, và dịch tụy có chứa các enzyme như trepsin, chymotrypsin. Sự hấp thụ của ruột non gồm có hai cơ chế là cơ chế thẩm thấu và cơ chế vận tải tích cực. Ở đây thẩm thấu thì ta là biết rồi, nhưng vận tải tích cực là nó sẽ đi ngược chiều cái này nồng độ và nó đòi hỏi cung cấp năng lượng và vận tải. Như thế là ta đã kết thúc được cái bài tìm hiểu lý thuyết về sự hấp thụ ở ruột non, các yếu tố liên quan đến sự hấp thụ ở ruột non, sự chuyển vận động cơ học và vận động hóa học ở bên trong ruột non, để từ đó chúng ta có thể liên hệ với các kiến thức đối với sự vận động của nó có liên quan logic đến sự vận động của dạ dày, ruột già và ruột non là một trong những quá là một trong các quá trình đó.